các doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn về cái chuyện là thuê mặt bằng và phải giải quyết vấn đề chi phí như nào. Đây là cái vấn đề mà trong cái khó khăn đợt Covid vừa rồi ấy, thì rất nhiều doanh nghiệp gặp phải. Cái case tương tự chứ không phải chỉ riêng thì Thế Giới Di Động. Mọi người sẽ đều phải đi thương lượng với chủ nhà để giảm cái gánh nặng về chi phí cho hoạt động kinh doanh của mình. Đối với các chủ doanh nghiệp, đối với các quản lý thì đây là cái kỹ năng rất quan trọng mà các founder, các CEO hay các quản lý cần phải có. Anh sẽ có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái phần kỹ năng đàm phán này được không ạ? Một trong những cái nguyên tắc đàm phán mà mình rất thích đó là những nguyên tắc vàng của đất nhân tâm. Nếu mình không nhớ được 30 nguyên tắc thì mình nhớ 9 nguyên tắc vàng đất nhân tâm, thì khi mình áp dụng vào khi mà nói chuyện trong đàm phán thương lượng thì rất là ok. Và thứ hai á, có một số nguyên tắc như này. Đầu tiên là nguyên tắc tôn trọng. Mọi người hay nhầm lẫn giữa tôn trọng và khiếp sợ. Thành ra khi mình đàm phán á, mình nhớ cái từ khóa là mình không bao giờ khiếp sợ hoặc là run sợ trước quyền lực hoặc là trước tiền bạc. Mình gặp một ông chủ nhà ông nhiều tiền quá, kệ ông đúng không? Cái việc mà quan hệ ông nhiều tiền là kệ ông, nhưng mà nhiều người thấy ông nhiều tiền quá, nhiều mặt bằng quá, thấy ông giàu quá, vô khớp bất tiêu không dám nói chuyện nữa. Thứ hai là mình ví dụ đi một ông chủ tịch một tập đoàn lớn, cho mình khiếp sợ trước quyền lực, mình không có nói được luôn. Thành ra là mình có cái giá trị riêng của mình. Nhớ một vài tình huống, ví dụ như là tình huống tốt nhất của mình là gì và tình huống xấu nhất của mình là gì. Tức là ok, bây giờ gặp ông Duy nè, tốt nhất là ông Duy sẽ giảm cho mình 100%, nhưng mà xấu nhất là ông sẽ từ chối. Một cái câu mà mình hay dạy trong đàm phán ấy, là khi người ta từ chối cho dù nó là good news hay là bad news thì nó đều là good news đối với mình. Ví dụ nha, mình tới mình đã khóc 360 thứ tiếng rồi, uống ém quá vậy đủ kiểu rồi, năn nỉ quỳ lại đủ kiểu rồi, ông Duy ông không chịu giảm, thì qua đó mình sẽ hiểu được à vì sao ông Duy khó khăn vậy, vì sao mình đã nói như vậy mà ông còn không giảm nữa. Thì mình xong đó mình sẽ hiểu à ông này có một cái mặt bằng duy nhất ông đang đi thuê hoặc là ông đi vay ngân hàng cho mình thuê lại. Ví dụ như ông Duy ông có 30 mặt bằng mà ông không giảm cho mình là chuyện nó khác nhau. Thành ra đó đều là good news, mình có một cái dữ liệu quan trọng đối với mình. Thứ hai á, mình qua việc đó mình biết được đây là con người như thế nào. Tại vì khi mà mình làm việc đối tác, cái này nó hay gặp ở Việt Nam á, không biết các bạn có đã từng có trải nghiệm được không, tức là mình đang làm ăn ngon lành, mình nhận cái thông báo là lấy lại mặt bằng, thì như vậy á, qua những tình huống này mình sẽ thấy là à như vậy anh Duy có phải là một người partner tuyệt vời để mà đi lâu dài hay không. Nếu mà anh Duy ảnh đồng ý giảm cho mình, thực ra mình cũng chưa chắc là ngon đâu nha, mình cũng thấy là họ cũng khó khăn lắm nhưng mà họ giảm cho mình bởi vì như thế này. Thành ra đó là lúc đó mình sẽ hiện cái lòng biết ơn của mình. À, không tự nhiên mà anh Duy anh giảm cho mình miễn phí, tại là anh cắt cái gì đó anh mới giảm cho mình. Nhất nếu mình thực sự mình hiểu anh rồi thì mình biết là đây là một người quá khó khăn không giảm được. Nhưng mà nếu mà thực sự mình thấy là anh này có thể giảm được nhưng anh không giảm cho mình thì đó vẫn là right side, đó là mặt phải. Sau đó đừng chơi với họ nữa. Đối với mình á, nó là một trò tính toán trước. Qua cái chi phí này mà mình mất đi, mình biết được con người đó. Trên đời á, mình chưa thấy ai mà thành công mà vô ơn cả. Và cái câu mà ông Einstein đã nói mà mình rất là nhớ, đó chính là cái kẻ mà vô ơn là sẽ không bao giờ thành công được. Và đó thậm chí có thể là những kẻ ác nhất trên thế gian này. Thành ra mình hãy biết ơn từ những điều nhỏ nhất. Người ta giúp mình hay không giúp mình, người ta đều có những cái khó khăn. Và trong lúc người ta cho thuê mình á, có rất nhiều cái để mình quy ra tiền. Mình có một cái thuật ngữ trong tài chính nó gọi là money equivalent, là những cái tương đương tiền. Ví dụ như là người ta không giảm tiền nhà nhưng người ta sẽ cho mình cái đồ trong nhà, rất là tiền mà. Hay là người ta sẽ giới thiệu cho mình một cái khách hàng cho mình để mình kiếm được tiền, rất là tiền mà. Nhưng mà cái khổ cái là đôi khi mình hay bị vô ơn, mình cứ nghĩ là người ta qua cục tiền cho mình mới là giúp cho mình, không phải đâu. Người ta sẽ giúp cho mình bằng một cách nào đó. Đó là cái sự biết ơn và đó là cái kỹ năng đàm phán thương lượng. Thành ra cái win mình phải xác định là win ở đây là win cái gì, và trong tình huống xấu nhất của mình là mình có chấp nhận được nó hay không, thì mọi thứ rất là vui vẻ. Còn mình hay bị đặt quá nhiều cái thứ liên quan, không phân định được là cái nào ra cái nào, thì mình không giải quyết được vấn đề.